Chào các bạn, nay mình vừa mua được một cái máy khoan máy bắt vít của Nhật, bãi của Nhật, hàng của Nhật, để trông bẩn bẩn thôi nhưng mà chạy bền khủng lắm. Nhưng mà con này pin nguyên bản của nó đã bị hỏng rồi, thì hôm nay mình sẽ đóng lại cái pin, đóng lại pin cho máy khoan này. Thì nguyên bản của cái pin này thì nó là pin niken, pin này hỏng không thể nào phục chế được, làm ra mình tháo ra mình bỏ, phải bỏ đống pin niken này đi, và mình sẽ đóng bằng pin lithium. Đấy, con này mình sẽ đóng bằng pin lithium. Thì cái vỏ nguyên bản của nó là 9,6 V, thì mình sẽ đóng pin lithium này thì với 3 viên pin này thì nó sẽ lên 12 V, nhưng mà không vấn đề gì cả, chạy càng khỏe càng bốc. Đây, máy bắn vít hãng Royby của Nhật, nội địa Nhật. Thì để đóng pin lithium này thì mình cần 3 cell pin. 3 cell pin này có dung lượng mỗi cell là khoảng 2,5 ampere giờ. Thì nói chung là đóng 3 cell này thì dung lượng nó cũng không nhiều lắm, nhưng mà cũng có thể bắn vít được trong một ngày thoải mái. Nếu như các bạn có điều kiện thì có thể các bạn đóng 6 cell thì dung lượng nó sẽ nhân lên gấp đôi, khoảng 5 ampere giờ. Thế nhưng mà với cái hộp pin này thì không nhét được 6 cell, mình chỉ nhét được 3 cell, 3 cell vẫn đang còn kích. Đấy, 3 cell vẫn đang còn kích. Đấy, hơi kích một chút. Thì chắc là mình phải bỏ một cái chốt này đi. Cắt bỏ cái chốt này đi. Cắt bỏ cái chốt này đi, chỉ còn 3 chốt thôi. Chế mà, mình chế đâm ra nó không được như nguyên bản lắm. Thì 3 cell pin này thì mình cần một cái mạch bảo vệ. Đối với pin lithium thì bắt buộc phải có một cái mạch bảo vệ, bảo vệ quá dòng. Khi mà dòng điện nó, cường độ dòng điện nó quá thì nó sẽ tự động nó ngắt, nó đóng. Thì dùng cái mạch này, đây là mạch bảo vệ. Thì với cái viên pin này thì cho cái những cái máy khoan, máy bắt vít thì cần phải dòng xả rất là lớn, tại vì nó là động cơ. Những cái thiết bị mà nó là động cơ thì nó cần những cái dòng điện rất là lớn để khởi động nó. Đấy. Ví dụ như là những cái quạt đời mới bây giờ thì khi chúng ta bật lên thì bao giờ nó cũng tự động nó nhảy sang số 2 trước, sau đó mới quay về số 1. Ví dụ như cái quạt Mitsubishi, hoặc là những cái quạt trần bây giờ thì người ta toàn thiết kế là số 1 là mạnh nhất, sau đó số 2, số 3 nó lại là nhỏ hơn số 1. Tại vì là nó là động cơ, đâm ra nó cần, khi mà khởi động cần cường độ dòng điện rất là lớn. Đấy. Đâm ra là khi mà đóng pin này thì mình cần phải chọn cái loại pin mà có dòng xả rất là lớn. Ở đây thì tôi chọn cái pin này có dòng xả khoảng 20A. Dòng xả này cũng rất là lớn rồi. Ok. Thế để đóng được pin này thì ngoài pin này, mạch bảo vệ này, thì mình có thêm cái, cần thêm cái kẽm, kẽm để hàn các cái cell với nhau. Thực ra là không cần kẽm được, có thể dùng hàn thiếc mình hàn thôi, nhưng mà dùng kẽm này thì nó sẽ bền, nó an toàn, nó thẩm mỹ hơn, quan trọng là nó trông nó nguy hiểm hơn. Còn nữa là đây là những cái miếng gọi là miếng dán cách điện, thì mình dán vào đây để nó cách giữa cực âm và cực dương, nó không chạm vào nhau khi mà mình hàn cái thiếc này vào, nó không bị chạm cực âm cực dương với nhau. Thực ra cận được mà chả cận được, cần cái này thì nó an toàn hơn, nó bảo vệ cái pin của mình tránh bị cháy nổ thôi. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi cắt bỏ cái này.
cắt vào cái tai này. Ok các bác, mình vừa đã cắt cái tai, cắt hai cái tai và đã cố định cái các cái cực, cái đầu sắt để tiếp xúc với cả thân máy. Bây giờ mình sẽ tiến hành đóng pin vào. Đầu tiên mình sẽ phải cố định cái viên pin. Có vẻ vẫn hơi kích. Các bạn lưu ý hai pin này phải đối đầu nhau, nó sẽ như này. Thì mình nấu đầu đối tiếp, nối tiếp nhau thì sẽ là thành 12V. Mỗi một viên này là 4V, ba viên là 12V đầu nối tiếp. Giờ ok, bây giờ mình sẽ hàn pin. Tiếp theo mình sẽ hàn kẽm. Đầu nối tiếp nhau, âm nối cực dương, cực âm nối cực dương này. Ok, mình vừa hàn xong các cái cell pin với nhau, không được đẹp lắm, cũng tạm được, bạn nó chắc chắn an toàn. Rồi bây giờ mình sẽ đo dung lượng của cả cái pin này xem có đủ 12V không.
Đây là cực dương, đây là cực âm. Đây là 10.4V. Các cục pin này là pin mới, chưa sạc đầy. Sạc đầy sẽ lên 12V. Ok, bây giờ chúng ta sẽ hàn vào cái mạch bảo vệ này. Vâng, hiện đây thì mình cũng giới thiệu luôn cái máy hàn cell pin của mình tự chế. Đây là cái máy hàn cell pin. Nó cục dưới này. Mình tự chế nó. Cũng học hỏi các cái bác ở trên mạng thôi. Chế nó từ cái biến áp của cái lò vi sóng. Ok, mình chỉ giới thiệu sơ sơ qua thôi. Hoạt động rất là tốt, trong hơi đều đều một chút nhưng mà miễn là mình hàn được là được. Giờ mình sẽ đo xem mình đã đổ đúng chưa. Đủ 10V các bác nhé. 8V rồi đó. 4V rồi đó. 12V. Ok. Như vậy là việc đầu dây của chúng ta chưa hoàn thành, còn cái đầu sạc nữa. Mình sẽ dùng cái đầu sạc như này đối với hai cực này để khi hết pin chúng ta có thể sạc pin.
Chúng ta thử cắm sạc xem có chạy không. Đây là cục sạc. Wow, đèn điện lại. Tôi sẽ cắm. Giờ tôi sẽ thử. Ngon này các bạn. Đấy. Bạn thấy máy vẫn hoạt động tốt không? Các chức năng điều tốc. Đầy đủ chức năng. Ok, như vậy về cơ bản thì đã đóng xong. Bây giờ mình sẽ cần hoàn thiện lại cái đầu sạc và đóng nắp lại ra xong. Sau đó mình sẽ đi test. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái máy, cái cục pin cho cái máy bắn vít. Trông như zin. Đây là cái cậu sạc mình đã đưa nó ra đây. Hoạt động rất ổn. Ok, bây giờ mình sẽ đi thử sức mạnh của nó. Ok, bây giờ mình sẽ thử sức mạnh của nó nhé. Ngọt. Rất ổn. Với những người hay nghịch như mình thì mua một cái máy như thế này là rất hợp lý. Giá của nó cũng không phải là đắt. Một cái thân máy và cái vỏ pin này thì nó rơi vào khoảng 300 đến 400 nghìn. Ngoài ra mình có thể bỏ thêm ra 250, khoảng 250 đến 300 tùy loại pin để đóng lại cái pin này. Mình không phải là người nhiều tiền, đâm ra là mình cứ phải tận dụng và chế cháo thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.